Midu lên tiếng về tin đồn đang mang thai. Sau thời gian im lặng, Midu đã có động thái trước tin đồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và công việc của mình. Midu được biết đến là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Việt. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Midu còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu riêng cho mình cơ ngơi đáng mơ ước. Thành công, xinh đẹp và nổi tiếng nhưng đến nay nữ diễn viên vẫn lẻ bóng ở tuổi 33. Thế nên, người hâm mộ không ngại gắn ghép cô với các nam nghệ sĩ với hy vọng Midu sẽ tìm được hạnh phúc mới. Bên cạnh những sự yêu thương của công chúng thì có một bộ phận khán giả kém duyên đặt nghi vấn nữ diễn viên thiên mệnh anh hùng mang bầu. Nguyên nhân bắt nguồn từ hình ảnh Midu diện chiếc áo trắng rộng chụp ảnh trên xe hơi. Không để mọi chuyện đi quá xa, sáng ngày 18 tháng 10, nữ diễn viên sinh năm 1989 đã lên tiếng. Mình xin trân trọng gửi vài lời đến những bạn đang đồn mình có bầu. Suốt gần 2 tháng qua mình luôn im lặng vì mình cho rằng tin đồn quá vô lý đến mức mình không cần giải thích. Người xưa có câu tin đồn sẽ đi xa với những kẻ ngốc và dừng bước trước người trí tuệ. Mình tin khán giả nào đủ sáng suốt sẽ thấy mình còn đang làm việc liên tục với công tác giảng dạy ở trường. Đi học buổi tối và quay 2 dự án phim liền kề thì làm sao mình có thể có bầu được. Huống chi mình vẫn đi sự kiện, vẫn diện đồ cắt ao hở eo hở bụng chứ mình không hề có một động thái che đậy hay cần che giấu điều gì. Midu khẳng định những tin đồn quá mức vô lý khiến cô buộc phải lên tiếng. Nữ diễn viên chia sẻ thông thường với những tin đồn không có căn cứ, cô đều im lặng cho qua. Tuy nhiên, với một cô gái chưa có gia đình thì nghi vấn có bầu lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của cô. Mọi người đồn, người ta có bầu, dù không một bằng chứng hay lý lẽ thì đó là lời đồn vô cùng ác ý vì nó ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người khác. Huống chi mình còn đang đi dạy ở trường, lời đồn vô căn cứ đó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của mình với các sinh viên và phụ huynh. Chưa kể ảnh hưởng đến rất nhiều hợp đồng và công việc nghệ thuật của mình nữa. Mình hy vọng mọi người sẽ hiểu cho mình, đừng tiếp tay cho những lời đồn độc hại ảnh hưởng và tổn thương danh dự người khác, vì đó chính là bạo lực ngôn từ, Midu bức xúc.